và hình ảnh của hạt cất cánh bay lên, tượng trưng cho những mong ước hướng tới những tương lai tươi mới. Và cùng với đó, hình ảnh hạt cũng tượng trưng cho sự cao quý, uyên bác và sung túc của những gia đình Việt. Và đây chính là ý tưởng làm nên bộ sưu tập. Của nhóm người mẫu Elysia Model sẽ thể hiện với chúng ta cùng nhau chia sẻ.